Em chào các bác nhé, em Lâm đây. Em đã lên cho bác một con bếp từ âm size 60, dòng viền đen. Cái viền này gọi là viền đen. Em cũng do dạo này thì em cũng bận, ít khi lên được video. Thì rất mong bác thông cảm, bởi vì đợt này thì các bác đặt máy giặt nhiều quá. Mà làm máy giặt thì các biết được làm máy giặt nó kỳ công và nó vất vả quá, nên ít có thời gian lên video hơn. Thì rất mong bác thông cảm, thì nhà em vẫn đang bán đầy đủ các mặt hàng như bếp ga, bếp từ, nồi cơm, máy giặt, máy rửa bát. Tức là nhà em thì đầy đủ các mặt hàng, bởi vì nhà rất là chật, cho nên là nhiều lúc máy rửa bát em phải giấu tận trong góc, cho nên là em đầy đủ hết mà không thiếu một cái dòng gì. Thì các bác cần gì cứ alo trực tiếp cho em, thì em sẽ gửi cho các bác nhé. Đây thì trước mắt qua đây là một con Panasonic. Con này của em là full 3 từ. Đấy, một bên thì là on metal, mặt kính thì cực đẹp, hầu như là không dám nói là đẹp như mới thì hơi quá, nhưng mà con này thì 19-10 so với mới, cảm ứng chìm. Đấy, các bác bật lên thì nó mới lên phím. Đấy, chạm. Đấy, ba bên thì là đều là từ luôn, full 3 từ, bếp con trên cũng là bếp từ luôn. Đấy. Đấy, bếp thì em cam kết bác là hàng zin tuyệt đối, không qua động chạm, không qua sửa chữa, chất bếp thì tương đối là đẹp. Đấy, đây nó bụi, cái giá lưỡng em đang bỏ bên ngoài vừa lau quên thợ chưa lắp vào. Thay cũng rất đẹp luôn, dùng chất bếp thì 19-10 cực kỳ đẹp luôn. Đấy, bác nào ưng chiếc này thì nhấc máy lên alo cho em. Em cam kết con này của em hàng zin tuyệt đối, chưa qua sửa chữa gì nhé. Đây cái giáo hướng này, vừa rồi quên chưa để lên trên giáo hướng này, quên chưa đút vào. Đây là những cái phụ kiện góc của nó, thì bọn em cài vào đây thì bọn em vứt ra bên ngoài. Góc viết zin hết, nói chung con này zin tuyệt đối luôn. Đấy, em quay vào má của bác được check luôn. Má của là KZM F33E. Đây tem ở dưới đây, má này Panasonic MSAMS KZMS33E. Con này tổng công suất dùng là 5.800W. Đấy, chạy điện 200V đến 235V. Đấy, thích hợp và dùng ở điện Việt Nam. Bác nào kết chiếc này thì nhấc máy lên alo cho em. Bếp từ con ở trên, tắt bếp từ là đi thì để lồi đặt trên. Thì cả ba bếp đều full chế độ nấu cơm nhé. Ở dưới này cũng nấu được cả cơm nhé. Đấy, tăng giảm số ở dưới thì đây. Ở đây thì hẹn giờ. Đấy, đây tắt hẹn giờ. Đấy, tăng giảm số gì đây. Đấy, đầy đủ luôn. Đấy, có em gái Nhật lắm mồm đi nhé, em gái Nhật lắm mồm bấm vào đây. Đấy, đấy, em gái Nhật lắm mồm đấy. Đấy, mà làm kết thế này nhấc máy lên alo cho em. Camera quay qua thành vách quá được nhìn luôn. Đấy, em báo giá không xa thế này quá luôn. Trước này em bán giá là 11.500.000. Đấy, bác nào lấy thì alo cho em. Hai số điện thoại em ghi trắng trên màn hình rồi. Đấy, bảo hành thì là 12.500.000, mua đứt bán loạn nhà em thì là 11.500.000, bao zin toàn tập, bao kiểm tra tại nhà, các bác tháo ra thêm máy thoải mái, nếu như phát hiện máy động chạm sửa chữa rồi cứ yên tâm, em tặng bếp và tặng thêm 10 triệu để cho bác nào nó mất công đi mua hàng để cứ xuống thăm bếp kiểm tra thoải mái, nếu phát hiện bếp đó qua sửa chữa mông má rồi tặng bếp tặng thêm 10 triệu. Nhà em lúc nào bán hàng phải cam kết vậy, cái nào bổ là like, cái nào sửa là sửa. Đấy, không úp mở gì cả, hai giá thì em báo công khai luôn bác. Đấy, bác thích mua giá nào thì mua. Đấy, giá trên chưa bao gồm phí ship. Cái bác nào mà có điều kiện thì lên mua thêm cái cục cái nó hết giờ thì nó tắt bếp này thôi. Nghe bảo em bây giờ 1 phút thì bác nào cẩn thận thì mua thêm cục hạ nguồn dùng cho yên tâm. Thì theo em các bác lên mua cục hạ nguồn dùng yên tâm. Mấy ai là mình dùng bếp thì mình nên dùng ở số 7 thôi, đừng dùng quá số 7. Đấy thì bao giờ cái bếp là bền vĩnh cửu luôn, dùng 5-7 năm chả bao giờ là hỏng đâu. Nhưng các bác bật mắc số lên ấy, thì nhanh hỏng bếp lắm, bởi vì cái gì cũng vậy thôi. Các bác đi con xe máy, các bác 90 phân khối thì các bác đi ở 40-50 thì lúc nào nó bền, nhưng con xe 90 phân khối các bác lúc nào hết tốc độ 90 thì chả xe nào chịu. Con người cũng vậy thôi, cái bếp cũng vậy thôi. Đấy, cái xe máy cũng vậy thôi. Đấy, em vừa bán bếp vừa hướng dẫn sử dụng dùng cho các bác, chứ không bao giờ úp mà mở bộ là dùng cái này các bác dùng kẹt đô đi chả không đâu, đến lúc hỏng lại cãi nhau to. Cho nên là mua bán lúc nào sản phẩm mà cũng hướng dẫn thì các bác dùng làm sao để đạt được cái tuổi thọ bếp tốt nhất cũng như là độ ổn định của bếp. Bởi vì các bác đun ở số 7 này thì tương đương với mình quá 2% rồi, so với Việt Nam là mình đã số 7 này, so với Nhật mình đã dùng là số mắc nhất rồi. Cho nên là các bác cứ dùng là số 7 em nào ok nhất. Đã, em chào các bác nhá. Bác nào lấy đi alo cho em.